Chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Vặt TV. Hôm nay Vặt TV sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món bánh khoai lang chiên giòn đơn giản mà ngon. Món bánh khoai lang chiên ăn giòn tan, bên trong mềm ngọt, rất thích hợp với thời tiết se lạnh. Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm món bánh khoai lang chiên giòn gồm có ở khoai lang. Các bạn nhớ chọn những củ khoai lang không quá to cũng không quá nhỏ các bạn nhé. Mình chọn khoảng tầm 3 củ thôi. 100g bột mì, đường. Mình sẽ chuẩn bị bột cốt dừa. Tiếp đến là mình sẽ chuẩn bị thêm bột nghệ nữa để làm cho món bánh khoai lang của chúng ta sẽ có màu vàng đẹp. Nguyên liệu thật vô cùng đơn giản phải không các bạn? Giờ mình sẽ tiến hành bắt tay vào làm ngay các bạn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cho bột mì vào trong âu. Mình sẽ cho vào đó đường. Mình cho bột nghệ. Bột cốt dừa. Sau đó thì mình sẽ trộn thật đều hỗn hợp lên. Và mình sẽ thêm từng ít nước vào âu bột. Chúng ta cho từ từ nước thôi vì tránh làm cho bột của chúng ta nhão hoặc là bị bón cục. Mình sẽ khuấy thật đều lên các bạn nhé. Mình sẽ khuấy thật đều cho tới khi mà thấy hỗn hợp của chúng ta sệt sệt thì dừng lại. Như vậy là chúng ta đã được hỗn hợp bột ướt rồi. Phần khoai lang ở đây thì mình đã gọt sạch vỏ, mình rửa sạch. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đem nạo thành các sợi nhỏ các bạn nhé. Chúng mình sẽ nạo thành các sợi nhỏ, sau đó thì mình có thể ngâm khoai vào trong một chậu nước. Mình cho đây một chút muối. Mình sẽ ngâm trong chậu nước muối khoảng tầm 15 phút thì sau đó mình có thể vớt ra, rửa lại một lần nữa cho sạch, rồi sau đó thì mình sẽ để khoai ráo nước. Sau khi mình đã chuẩn bị xong phần khoai cũng như là phần bột thì mình sẽ cho phần khoai lang bào sợi của chúng ta vào trong âu bột và trộn thật đều các bạn nhé. Sao cho phần khoai của chúng ta bám đều bột.
Lúc này thì mình bắc một chảo lên bếp, mình cho vào đây dầu ăn, mình sẽ đun dầu sôi, sau đó thì mình sẽ múc phần khoai vào, thì rồi sau đó mình sẽ dàn lên trên chảo. Miếng khoai càng mỏng thì chiên sẽ càng giòn. Mình chiên cho khoai chuyển thành màu vàng thì mình lật khoai chiên tiếp mặt còn lại các bạn nhé. Mình cứ chiên như vậy. Sau đó thì mình sẽ gấp khoai chiên ra đĩa và lót giấy thấm dầu để cho khoai của chúng ta sẽ thấm bớt dầu đi và ăn sẽ đỡ ngấy. Mình tiếp tục làm tương tự các bạn nhé, cho tới khi hết phần nguyên liệu còn lại. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món khoai lang chiên giòn thơm ngon đến miếng cuối cùng. Đảm bảo cả nhà sẽ thích món ăn vặt này. Chỉ vài bước đơn giản là bạn đã có ngay một đĩa khoai lang rán vàng giòn rụm. Bạn có thể thưởng thức bánh khoai lang cùng với tương ớt thì vô cùng ngon. Chúc các bạn sẽ thành công với cách làm bánh khoai lang này nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh Ăn Vặt TV để có thể cập nhật nhiều hơn nữa những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.